một ngày em sẽ không ở đây, lấy đâu ai đợi anh về chứ? Nếu một ngày trong những cơn say gọi em bằng tên giấc mơ chưa đầy, nếu một ngày ta sẽ không gặp nhau, nhớ nhau không hay lại yêu vội vã? Nếu một ngày, nếu đến một ngày, ngày buồn trong đời người, anh mang theo nỗi nhớ bên mình, sợ quên tháng ngày có em, giữ thật dấu yêu thương trong túi, tìm lại đôi chút yên bình một thời. Ngày có em vì em anh đã vui như chưa từng, ngày có nhau vì nhau anh muốn mình mãi thế thôi. Tình giấc đêm mùa đông ấy, lắng nghe giọng nói ấy, yêu thương trao nhau là khoảnh khắc không rời. Ngày cách xa nhận ra không thể quên quên một người, ngày biết bên cạnh nhau nhưng chỉ là một giấc mơ. Tình giấc đêm mùa đông ấy, lắng nghe giọng nói ấy, sau bao nhiêu năm vẫn nhớ. Gọn lại. Bà Lý. Bà làm ăn cái gì mà ẩu thả quá vậy? Lau thì phải lau cho sạch nước, gì quơ qua quơ lại đứng đó vậy? Lau sạch vậy được rồi. Lau sạch quá rồi hồi khách khác người ta tới người ta uống cũng bị dơ nữa, lau chi nữa mất công. Trời đất ơi, bà ăn nói kiểu gì kỳ cục vậy? Lau phải lau cho sạch. Bà lau kỹ lên giùm tôi cái nha. Ông khó quá. Kỹ tính quá nè, tự lau đi. Nè, lau đi, mệt quá. Ừ. Tao vậy không vừa ý nữa. Lau đi. Tôi lau xong cái bàn này á, bà nghỉ việc trừ lương luôn á. Nè. Mệt phải không? Vô nghỉ đi tôi lau cho. Ừ. Vô nghỉ đi tôi lau cho. Rồi cái thùng rác tôi kêu hồi sáng mà kêu đi đổ. Rồi bà đi chưa? Quên. Chút nữa làm. Lúc nào cứ quên cũng trong cái đầu bà hết trơn á. Biết người ta mê cái đó mà hở ra cái trừ lương. Mệt. Cái trừ lương. Ấy nhẹ khách đâu. Bà sinh nhật ở đây hôm nào vậy? Ủa? Mai Lan. Ờ, sao con biết mẹ? Sao con biết cô ở đây mà tới tìm vậy? Làm cô ổn không? Ừ. Điện thoại bà đâu rồi? Sao tôi gọi qua mà không nghe máy vậy? Hư rồi. Cô bỏ rồi. Bỏ? Hay là thiếu tiền đánh đề, bán điện thoại rồi? Con uống gì vậy? Ngồi đi, cô vô cô lấy cho. Ngồi đi đi. Thôi khỏi đi. Bữa nay tôi tới đây để nói với bà. Chuyện ở khách sạn tôi đã giải quyết xong rồi. Ngày mai đi làm lại đi. Vậy hả? Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi. Để cô nói với ông chủ đây, cô xin nghỉ luôn, cái cô qua bển cô làm. Nhưng mà có một cái gì ấy, cái ấy, con cái xin ứng tiền trước đi. Để cô đóng tiền nhà, cô hết tiền rồi. Đợt này kẹt quá. Tiền này là tôi cho bà, không có ứng lương gì trước hết á. Mai mốt đi làm lại, nhớ làm cho cẩn thận. Cảm ơn nha. Để mẹ vô nói với ông chủ mình lấy đồ đi nghỉ từ hôm nay luôn. Chứ ở đây tao nói vừa chạy bàn vừa dọn dẹp trong nhà, làm cực lắm mà không có nhiêu tiền hết á. Ông đó là ba của Trang Phạm hả? Ông cũng giúp có vài lần rồi. Rồi cái ông thuê vô đây làm luôn. Để cô vô nói với ông rồi mình lấy đồ điên giờ luôn ha. Bà lại làm tiếp đi. Tôi cho bà thêm tiền nè, giữ lại, lấy tiền mua điện thoại liên lạc cho tôi. Bây giờ bà không về khách sạn làm nữa. Ủa sao kỳ vậy? Bà tiếp tục ở lại đây làm việc. Nhớ, không được để bị đuổi việc. Và quan trọng nhất là không cho biết mối quan hệ giữa tôi và bà hết. Mai Lan. Ừ. Mai Lan.
Mai Lan. Ba tin mẹ đúng không ba? Tất cả chỉ là hiểu lầm đúng không ba? Không biết là mẹ yêu ba. Mẹ không có tình cảm gì với chúng mình đâu. Phải cũng tin mẹ mà đúng không? Bà uống nước đi bà. Gì đây? Ừ. Thì cái chuyện mà con nhờ ba nói với chú Minh đó, ba nói giúp con chưa? Ba nói rồi, chú Minh cũng ủng hộ con. Chú sẽ giữ bí mật chuyện con học nấu ăn. Ừ. Nè, tuần sau con qua đó học chế độ bếp chính. Yeah, ba là số 1, ba là nhất. Yeah, yeah. Chú Minh là bạn của ba và mẹ thời đại học. Sau này nếu có chuyện gì khó khăn ngoài ba ra, con cứ tin tưởng chú Minh sẽ giúp con tuyệt đối. Tuân lệnh ba. Ba tin chú Minh tới vậy sao? Mẹ đã có tình cảm với chú Minh rồi sao? Gì vậy? Say rồi đừng nói lung tung. Sao em làm tất cả mọi thứ phức tạp lên vậy? Tình cảm đó mà. Không có được thì em cũng đâu cần phải làm vậy đâu. Mẹ của anh với cha mà đâu có lỗi gì với em. Anh lên giường nghỉ đi. Anh là người hiểu em nhất mà. Anh có thể bỏ qua cho em tất cả những gì em làm. Nhưng mà anh chỉ xin em một chuyện thôi. Em đừng ép anh cưới được không? Anh không có yêu em. Anh không thể cưới được. Anh say quá rồi, đừng nói nữa. Em về phòng đi. Em đừng có uống nữa mà. Em nói anh uống đủ rồi. Anh cần chị em chế rượu cho anh. Trang ơi, anh yêu em. Anh Nam. Anh Nam.
yêu Trang. Anh dám nói với em như vậy sao? Không bao giờ. Không bao giờ em để mất anh với cô Thoa đâu. Vô đi. Anh uống đi cho nóng. Để đi cho anh. Em có kêu dì Năm nấu cháo dưới bếp rồi. Lát đem lên cho anh nha. Năm mệt nên còn đang nghỉ ngơi. Tối qua anh say. Anh có làm gì có lỗi với em không? Dù anh có nói gì hay làm gì với em thì em cũng không có buồn hay là giận anh đâu. Mai Lan, chuyện hôm bữa anh lỡ hứa với bà nội là anh cưới em, em bỏ qua được không? Sao? Nói. Sai quá trời quá đất phải không? Sai đặng cho ông Mai Lan nó chăm sóc chứ gì, phải không? Nội khỏe chứ nội? Phải khỏe chứ. Nội phải khỏe để còn lo cái chuyện mà đám cưới của hai đứa nữa chứ. Dạ, con xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng nha nội. Con nhớ là ăn sáng xong rồi dẫn nội đi khám định kỳ nha. Dạ. Nó ngồi đi nội. Nội, chuyện đám cưới của con với Mai Lan nội cho con thêm một thời gian nha nội. Mai Lan đâu có gấp chuyện này đâu. Với lại bây giờ nội với mẹ con đang giận nhau, đám cưới cũng đâu có vui vẻ gì đâu nội. Con đừng có chuyện nọ xỏ chuyện kia. Chuyện cưới hỏi đã tính toán với nhau rồi. Nội đang lo ngày tốt để chuẩn bị cho đám hỏi, rồi tiếp tới là đám cưới nữa. Con hứa với nội rồi thì con phải giữ lời chứ. Con mà không giữ lời là nội không để yên cho con Trang cái vụ nó lừa tiền nội đâu. Dạ thôi được rồi, con nghe lời nội. Sao vậy? Năm à, có cái chuyện này nè. Bây giờ nội hỏi mà con phải trả lời thiệt tình nha. Nội chỉ nói thí dụ thôi nha. Nếu như có một cái chuyện gì đó xảy ra mà bắt buộc phải quyết định là con chọn giữa mẹ con với nội, thì con sẽ chọn ai? Con không chọn ai hết. Con chọn gia đình mình hạnh phúc vui vẻ với nhau. Chuyện của mẹ con với chú Minh chắc chắn là con hiểu lầm gì đó. Con tin mẹ con không phải như vậy đâu nội. Không phải tự nhiên mà nội tức giận vô lý vậy đâu. Có một chuyện nhưng mà nội vẫn chưa chắc.
Nội đã từng nghe chú Minh nói là có cảm tình với mẹ con. Ngay sau 100 ngày ba con mất. Cứ tưởng là mày với Phượng sẽ được sống hạnh phúc cùng nhau, nhưng cuộc đời đúng là không thể ngờ. Thôi thì từ hôm nay tao sẽ thay mày chăm sóc cho cô ấy. Tao sẽ yêu thương, quan tâm và lo lắng cho hai mẹ con cô ấy. Mày cứ yên lòng. Nhưng mà có khi nào là chỉ là tình cảm từ một phía của chú Minh không nội? Chứ mẹ con chắc gì như vậy? Chú Minh là bạn thân của ba con. Nội cũng xem chú Minh giống như con cháu trong nhà. Thậm chí đôi khi mình cảm giác nó như là con ruột của mình đó. Nhưng mà cuộc đời này có những chuyện mình không tưởng tượng được nó vẫn có thể xảy ra con à. Khiến em phải làm như vậy. Alo. Chị có chuyện còn nhờ em đây. Dĩ nhiên rồi, chắc chắn là sẽ có thù lao cho em. Em đi đến địa chỉ chị gửi. Bằng mọi cách phải làm cho người ta biết là anh Bảo Nam, con trai của một chủ khách sạn lớn, hiện đang làm đầu bếp ở đó. Càng rầm rộ càng tốt, khiến tất cả mọi người phải chú ý. Con cái lớn nè, ngủ dậy không có sắp xếp mền gấu gì hết. Cái gì đây? Trời ơi, con trai có thai. Dạ xong rồi, xong rồi. Chị xong rồi chị. À, em xong rồi. Dạ dạ đúng rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ ra, à, em ra đi. Dạ, chăm chỉnh áo anh chị. Dạ cảm ơn. Rồi, hai máy chuẩn bị nha. Máy set. Và diễn. Khi nói về loại kem chống nắng này thì ai cũng phải thốt lên. Đây là loại kem chống nắng phổ rộng, ưng ý nhất từ khi biết sử dụng kem chống nắng đến nay. Vậy đó là loại kem chống nắng gì mà khi thoa lên da rất mỏng nhẹ, bật tông tự nhiên và đặc biệt là không vết dính. À, còn đặc biệt hơn nữa là phù hợp với mọi loại da, nhất là da nhạy cảm đó nha. Và mọi người hãy cùng Trang Phạm khám phá nhé. Thank you.
Cát. Ủa em, cái lúc này là em phải tươi lên ha, chừng nào anh hô cắt thì sao, thì thôi, chưa có hiệu lệnh của anh mà nha. Làm lại nha. Dạ dạ. Rồi tất cả chuẩn bị. Mai, chàng có thai hả chú? Sao chàng giấu chuyện này? Chú, bây giờ chàng đang ở đâu vậy chú? Ừ, nó nói với chú là bữa nay nó đi quảng cáo. Mai xin. Và Diễn, chị. Chị, chị. Sao vậy? Chị, sao vậy? Chị ơi, chị. Đưa cho dòng nghỉ ngơi giùm cái anh ơi. Con lấy thuốc xong rồi, giờ mình về nhà nha nội. Nó thèm ăn món gì để con kêu dì Năm nấu cho. Ủa, ai như Bảo Nam? Dạ. Ủa sao nó tới khoa cấp cứu làm gì? Hả? Để con đưa nội đi. Cô ấy không sao, chỉ là suy nhược nên ngất xỉu, thai vẫn ổn. Anh vui lòng đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Ai cấp cứu? Ai mang thai? Dạ, dạ Trang bị kiệt sức nên ngất xỉu thôi nội. Nội hỏi là ai mang thai? Dạ Trang. Anh Nam. Trang sao rồi con? Dạ Trang không sao, Trang ổn rồi. Nội, con tỉnh rồi hả? Người con giờ sao rồi? Con không sao. Ủa, bộ có chuyện gì hả ba? Bà nội của Bảo Nam vô đây khám bệnh rồi biết con ở phòng cấp cứu nên bà ghé thăm. Thai của con vẫn khỏe mạnh, không có sao hết á. Hả? Ba? Con yên tâm đi, mọi người biết hết rồi. Bác sĩ nói là một lát nữa Trang có thể về nhà, rồi về nhà chăm sóc bồi dưỡng cho hai mẹ con là được. Dạ con. Dạ. Tôi thiệt sự là không biết có nên chúc mừng cô hay không. Đây đúng chỉ là một tai nạn, hay là kế hoạch của cô đã thành công giờ. Nhưng mà dù có là gì, cô cũng đừng nên lợi dụng lòng tốt của anh Nam. Anh đưa nội về nhà nghỉ ngơi đi, nó mệt rồi kìa. Cái thai trong bụng cô ta thì có liên quan gì tới anh đâu. Chẳng phải em và anh đã lựa ngày đến hôn với nhau rồi sao? Sao không liên quan? Chắc mình gái tôi nó tự làm cho nó có bầu quá hả? Bảo Nam là người yêu của con gái tôi, là cha của đứa bé trong bụng này á. Thôi ba, ba đừng có đôi co làm gì. Con mệt, con muốn nghỉ ngơi. Con để ba. Chú, Trang phạm tình trường rắc rối. Hết thiêu gia cậu hôn trước cổng trường đại học, xong rồi tới đám cưới dưới quê. Rồi còn có tin đồn là cặp đại gia nữa. Sao chú tin chắc cái thai trong bụng Trang là của Nam quá vậy? Cô biết gì về con gái tôi mà cô nói? Bảo Nam, người ta nói vậy á, con nghĩ sao? Mai Lan, Trang là bạn gái của anh, anh chính là cha của đứa bé trong bụng Trang. Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ chăm sóc hai mẹ con Trang, cho nên là anh đừng xen vào nữa. Cô nghe chưa? Sao em lại không xen vào được? Em là vợ chưa cưới của anh mà. Tôi đợi cháu tỉnh dậy rồi hỏi thăm xem cái thai trong bụng của cháu có phải là con của Bảo Nam không. Nhưng bây giờ thì tôi thấy là không cần thiết nữa rồi. Cháu nội của tôi
làm sao mà có thể đi cặp với một đứa đã từng đám cưới dưới quê, đã từng có người cầu hôn, một quá khứ hết sức là quang đàn, một người sống phóng túng. Nội không chấp nhận cái sai lầm này. Nội, bà đi về nhà. Anh Nam, anh đừng để mình bị lợi dụng. Sao còn tỏ vẻ anh Minh là quân tử vậy nữa? Không chừng người ta đang cười vào mặt anh, cười vào mặt gia đình mình đó. Anh Nam, con quỷ cái, ai cười? Thôi mà chú. Thôi con, đừng nghĩ ngợi gì nữa con. Con nghĩ đi, mấy cái lời nói của những người đó. Đây, cà phê muối nhà làm. Rồi, cảm ơn gì nha. Phê muối con có chứ cô, con chờ hết tuổi thanh xuân luôn rồi đó. Con ráng chờ chút xíu nữa đi, tao cũng làm hết cả tuổi trung niên của tao mà chưa có xong. Tính tiền gì ơi? Hả, hả, tiền hả? Vô ngồi bàn đi cưng, tiền 20 ngàn. Ủa? 20, ủa gì nữa, trời ơi. Nay cà phê muối nhà làm mà 20. Thiệt thiếu thì được không? Ê, quán không có bán thiếu nha, không có giỡn nha. Tao báo công an giờ á. Mày định chạy hả? Tiền. Ủa vậy hôm nay bán mình chồng đâu? Mày hỏi chồng tao hả? Đúng rồi. À ý mày nói ông Công chồng tao hả? Xin lỗi ông không có cửa. Ông chỉ là bảo vệ phục vụ đây, lao chùi quét dọn thôi. Lấy con này đi, phê muối luôn vậy vậy. Đợi tao thối tiền liền, đừng có thối. Thối cũng chờ. Nha, ngồi xíu đi. Đây. Nè. Em hai ly trà đá luôn nha. Rồi cảm ơn nha, lại ủng hộ giùm. Đừng nói vợ con ra đây nha. Mày mà mệt mày quá mày ơi, mày đừng có nói nữa mày ơi. Tao chạy dắt gò cần cổ không xong mà đừng có nói hỏi 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 hoài. Đứa nào hỏi nhớ tao, hai ly tao cà ngồi phê muối con luôn. Đó. Cái gì? Nhớ hai ly cà phê muối của con đó. Nhớ gồng nội. Từ từ. Vậy cực chút mà có tiền xài lai rai. Ngài kiếm chút đỉnh vậy được rồi. Cô, chú Công đâu rồi cô? Công không có nhà, chi vậy? Định uống cà phê thiếu rồi tìm ổng hả? Cô nói trước nha, quán cô không có bán thiếu nha. Dạ, mà cô lại gì ở đây vậy? Ê, mày hỏi câu vô duyên mà lại quán cà phê tao, mày hỏi tao làm gì đây? Tao chủ quán chứ làm gì đây mày? Cái gì? Chủ quán hả? Tất nhiên, tao đây thì tao là chủ quán. Con mới là chủ quán ở đây. Ê, mày nói gì vậy? Mày vô đây mày nói trăng nói cuội, mày định cướp tiền tao hay sao? Mày nghĩ sao mày là chủ quán? Hả? Hả? Mà định cướp tiền hả? Bà làm gì vậy? Ê, buông ra! Tiền tao em cướp kìa, nó cướp tiền kìa. Mấy anh bình tĩnh vậy, em không phải là ăn cướp. Không phải ăn cướp, tại sao mày vô mày nói quanh nó quẩn xong rồi mày chụp vô cái thùng tiền của tao làm sao? Dạ kìa. Dạ mấy anh ơi, mấy anh bình tĩnh. Dạ em là người quen của quán. Mày quen ai? Tao không có quen mày. Mày đừng có nói mày quen ai đây. Con quen chú Công. Mày quen chú Công mà thử mày gọi ông Công coi mày có quen ông Công không? Rồi. Mày gọi đi. Bây giờ cô đứng. Tụi bay gọi công an liền người ta. Cô... gọi công an giùm tao liền. Phường nè. Cô chờ con xíu con gọi chú Công liền. Công an phường á, gọi giùm tao liền nhanh lên. Rồi nè. Gọi chưa? Rồi. Alo. Rồi, từ chú Công hả chú Công? Tôi năm nay gần 60 tuổi đầu mới thấy cái cảnh này. Cảnh gì? Phục vụ mà định đi kiện chủ quán. Tưởng chủ quán là ăn cướp. Thì đó, nó phải tôi. Cũng tại nó, quán tôi đang bán ngon lành vậy đó. Rồi có một đứa nó nhào vô, nó hỏi năm ba chuyện, nó hỏi trăng hỏi cuội xong rồi cái tôi hỏi, ê mày cướp mày, cái tôi mất dạ, tôi sợ nó giật tiền, cái tôi chụp tiền lại, cái nó đè cái tay tôi lại. Rồi mà tôi là tôi phản xạ, tôi phải la thôi, tôi phải nghi ngờ thôi. Bây giờ nè, cái xã hội bây giờ nè, tôi nói trong nè, cờ bạc có nè, hút chích có nè, lừa đảo có nè. Bây giờ nó lẫn lộn với nhau. Ai biết đâu mà lường, mình phải cảnh giác cho mình tôi chứ. Tôi la là phải rồi. Trời ơi, chắc bà không có cờ bạc chứ. Cờ bạc của tôi đó là cái đó là năm xuôi tháng hạn, nó giận vô cái lúc đó thôi chứ ai mà dính hoài đâu mà. Ông cứ hở ra chút ông đem cái đời tư tôi ra ông nói hoài vậy. Rồi bây giờ như nè. Gì? Tôi mệt quá. Mà sáng giờ tôi làm rồi. Rồi bây giờ chủ quán thiệt với ông đó. Làm đi. Tôi nghỉ sớm. Vậy nha. Ê, khách vô kìa. Gì vậy? Cho con đi cà phê muối vậy? Đợi chút đi cưng.
Đó là chủ quán thiệt làm đi. Bà pha cà phê ngon. Bà vô bà pha bà làm cho khách đi. Bữa nay anh Trang nó bệnh, tôi phải về chăm sóc nó. Vậy nha. Dạ cô ơi, hiểu lầm thôi, đừng làm lớn chuyện. Con qua con thăm bạn con xíu, có gì á cô coi quán giùm con nha. Cô nói cô là chủ quán đây mà. Nha cô. Vậy nói vậy đi luôn á hả? Tự nhiên đi cái hai ông sách đi bỏ lại mình tôi làm nữa hả? Ê con vô cất xe đi, đi với chú. Dạ dạ. Để tôi nói cuộc đời không, biết nhiều chi khổ. Xe ai mà đậu trước nhà chú? Xe của thằng Nam á. Thằng Nam con vậy mà được lắm nghe con. Trước mặt bà nội nó, nó tuyên bố là sẽ chăm sóc cho mẹ con Trang suốt đời luôn á mày. Lời nói ai mà nói không được hả chú? Sao cái giọng nói mày tao thấy tiêu cực quá. Bàn vô chứ không bàn ra nha mày. Thì bây giờ mình đi vô mình bàn nè. Chú làm gì chú nhìn con dữ vậy? Mày vô mày bàn tao thấy hồi hộp quá. Đi vô lẹ đi chú. Vô. Chú vô chú coi Trang nè chú. Chuyện gì vậy con? Dù sao cũng là giọt máu của tụi con. Mà Trang nói bỏ là bỏ dễ dàng vậy đó chú. Trang, chuyện đâu còn có đó. Từ từ rồi tính con. Anh nói thì hay lắm. Vậy anh làm được gì cho tôi? Mà bây giờ anh có làm gì cũng vậy thôi. Tôi đã nhận tiền của bà nội anh để chia tay với anh rồi mà. Còn chuyện đám cưới của anh với Mai Lan thì hai người cũng đã được định ngày sẵn rồi. Nhưng mà bây giờ mình có con rồi thì khác em. Tất cả mọi chuyện khác xóa hết. Em không biết đâu. Nội muốn thưa em ra tòa cho nên là anh mới thỏa thuận với Mai Lan thôi. Chứ trước giờ anh chỉ yêu một mình em thôi Trang. Con, bình tĩnh lại đi con. Ba, đây là lỗi của con. Con xin lỗi ba. Dù sao thì cái thai cũng vẫn còn nhỏ. Con nghĩ kỹ rồi. Khi sinh một đứa bé ra đời, nó là con của mình. Mà nếu con không cho nó được một cuộc đời hạnh phúc thì thôi, con thà không sinh nó ra còn hơn. Cái gì? Không nghe, không được nha. Ba không có đồng ý nghe. Trang, tôi thấy chú Công nói đúng đó. Bà phải bình tĩnh lại. Mọi người ở đây sẽ cùng bà tìm hướng giải quyết mà. Ông coi đó, người ta gọi điện thoại, người ta đòi tôi bồi thường hợp đồng hồi nãy giờ, mà tôi có dám bắt máy đâu. Nói chi là bình tĩnh. Ngày mai nói chuyện với người ta đi con. Hợp đồng gì? Alo. Em làm ăn kiểu gì vậy hả? Em có biết là bên chị book ekip để quay bikini cho em á, đâu có rẻ. Giờ em tính sao? Dạ, em xin lỗi chị. Thật ra chuyện ngày hôm nay là sự cố ngoài ý muốn. Bây giờ em khỏe rồi. Em bảo đảm với chị em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc nữa hả? Bây giờ trên mạng đồn âm em có thai. Nếu mà đúng sự thật như vậy, em lo mà đền hợp đồng đúng như thỏa thuận cho chị. Trang, em tính sao rồi? Chào chị, tôi là người yêu của Trang. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đền hợp đồng cho chị. Chị đừng làm phiền Trang nữa. Em, anh sẽ đền hợp đồng. Còn chuyện gia đình á, thì anh sẽ nói chuyện lại với nội. Hôm nay nội biết tin anh hay sốc. Em cho anh thời gian nha. Bảo Nam nói như vậy rồi, con yên tâm đi. Còn Nam, con về bàn bạc với gia đình về cái chuyện cưới sinh con Trang đi. Mày nhìn gì? Bộ mày định không cưới con Trang hả? Dạ không phải. Để con về con nói với nội với mẹ con nghe chú. Con về bàn bạc với gia đình đi. Với lại hai đứa cũng đã có con rồi.
đừng có hơn chút là gây, hơn chút là cãi, không có tốt đâu. Dạ, con hiểu rồi chú. Em không được quyết định khi chưa bàn bạc với anh nghe chưa? Anh đi về á. Thưa chú, con về. Ừ con. Ông đáng khuyên Giang giúp tôi nghe. Thằng Nam nó nói như vậy ba cũng thấy yên tâm rồi đó con. Uống ly trà bình tâm lại. Tôi thấy nhiều khi có con cũng là hợp lý đó bà. Biết đâu sau này bà kết hôn với ông Nam, cuộc sống bà sẽ đổi đời rồi sao? Thôi đi, ông thừa biết là tôi không muốn kết hôn sớm rồi. Với lại cái chuyện kết hôn lần này là do gượng ép vì tôi có con thôi. Thật sự là Tôi biết là bà là người theo chủ nghĩa độc thân, thích tự do. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện nó vậy rồi, biết sao giờ. Với lại con cái là lộc trời ban, nếu như bà không muốn á, lúc đầu sao bà không chịu cẩn thận đi. Hồi nãy tôi nói hồi hộp là đúng không? Trang là bạn gái của anh. Anh chính là cha của đứa bé trong bụng Trang. Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ chăm sóc hai mẹ con Trang. Cho nên là anh đừng xen vào nữa. Tôi cần các anh xử lý cho tôi một người. Cái gì? Con Trang nó có thai? Trời ơi. Nhưng mà con có chắc là của con không vậy? Mày giống nội nữa rồi đó. Lúc nào cũng coi thường con với Trang hết. Mày nghĩ con trai của mày yêu một đứa không ra gì hả? Rồi mày nghĩ Trang là gì? Trang hư hỏng gì sao? Nhưng mà con nên nhớ trên đời này có nhiều cái ngoài ý muốn. Rủi gì con không tỉnh táo hay là con bị nó lừa thì sao? Con chắc chắn và đảm bảo với mẹ là con của con 100%. Trang chưa từng yêu ai, cũng không có mối quan hệ nào khác ngoài con hết. Với lại bây giờ á, nếu mà con trốn tránh, con không có trách nhiệm với Trang thì con xứng đáng gì để yêu Trang nữa mẹ. Con cũng phải lo cho con của con chứ. Thì cũng lỡ rồi. Nhưng mà thật sự á, cái mà mẹ lo nhất là bà nội con kìa. Làm sao thuyết phục bà nội đây con? Con sẽ cố gắng thuyết phục bà nội. Nhưng mà nếu nội không chấp nhận á, thì con vẫn sẽ có trách nhiệm với Trang, để có trách nhiệm với con của con. Thì nói vậy thôi, chứ mẹ ở với bà nội lâu mẹ cũng biết. Tuy là bà nội cũng khó tính thiệt, nhưng mà với máu mủ của mình thì mẹ nghĩ bà nội cũng sẽ siêu lòng á. Mẹ sẽ về nhà lớn cùng với con năn nỉ bà nội. Con cảm ơn mẹ. Sống, ông hay nói với tôi là vợ chồng mình cố gắng để có một gia đình hạnh phúc. Vậy mà bây giờ ông bỏ tôi ông đi, con
con cũng bỏ mẹ con đi rồi thầy ơi. Nhà mình không còn là một gia đình hạnh phúc nữa. Nó không còn là cái nhà nữa. Con sống khôn thác thiệt. Con dạy con phù hộ cho mọi chuyện bình an, cho gia đình được yên ổn nghe thầy. Nghe thầy. Thôi ba để xe ở đây đi, con đi gặp khách hàng. Hôm nay con đi xe máy cũng được. Sao con không đi taxi hay là xe ôm gì đó? Con mới vừa khỏi bệnh đó. Thôi con không có sao đâu. Với lại á, mình đang tiết kiệm chi phí. Con đi gặp khách hàng để thương lượng thôi à. Chứ đâu có làm gì đâu mà phải thể hiện. Vậy thôi, chờ ba một chút đi. Ba vô cất cái vỏ cái bà ra bà chở con đi. Thôi được rồi, gần đây à, con tự chạy cũng được. Trời, sao ba mua nhiều đồ dữ vậy? Ba mua đồ bồi dưỡng cho cháu ngoại của ba. Mà nè, nghe ba dặn, không có quẩn trí làm bậy bạ đó nghe chưa. Ba mà biết được ba từ con luôn đó. Không biết rồi. Ừ. Con tranh thủ đi đi rồi về sớm. Dạ, ba vô nhà đi. Ừ. Ba vô đi, con đi mình được mà. Con đi đi rồi ba vô. Chạy từ từ thôi, xe thắng không ngăn đó. Dạ. Con đi nha ba. Chú đã chuyển 200 triệu cho con rồi đó. Dạ, con cảm ơn chú. Con sẽ cố gắng gửi lại chú sớm nhất. Đúng là ngoài ba mẹ và bà nội của con, chú là người thương con nhất. Khi con cần thì chú luôn ở bên cạnh, còn con thì luôn ngờ giúp chú. Chị thừa biết rằng không bao giờ tôi chấp nhận cho con Trang vô nhà này làm cháu dâu. Nó là một con hèn hạ. Hai cái thằng đụng con á, có phải một thằng mặc áo khoác có hình cây dừa, cái thằng ngồi sau mặc áo khoác màu đỏ, đúng không? Ờ, đúng rồi. Ủa, mà sao ba biết vậy? Thằng Nam nó đi làm phục vụ. Nó làm đầu bếp cho nhà hàng từ lúc nào vậy? Dạ, trả lời đi. Còn nữa, ai phao cái tin là khách sạn phá sản? Là ai? Mẹ, đừng có ngồi xuống với nội đi. Nội. Mẹ. Nội. Tôi buôn bán tôi bỏ tiền vô đây rồi mà nó nói không khác cho nó nói tôi ăn cắp tiền vậy. Không phải con nói cô ăn cắp mà cô có quên bỏ vô không? Hồi nãy là cô nói cô bỏ vô 200 đúng không? Không. Rồi bây giờ cô coi coi có tờ 200 không? Đâu có ai nhân dân tình thương áp đặt được kiểm soát muốn người khác sống lưỡi của mình chứ. Anh đang ám chỉ em đó hả? Anh chỉ muốn gia đình yêu thương vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Ê, 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 trời ơi, ta không hiểu tại sao năm lần bảy lượt mày hãm hại tao. Con mày ghen tị với tao lắm hả? Đúng rồi, tao ghen tị với mày lắm. Tao ghen tị với mày tại vì mày ăn kem trước cổng đó. Mày... Trời ơi, tưởng mình có giá lắm hả mấy mẹ?